Hello, xin chào mọi người. Mình là Thu Trang Cà Mau. Hôm nay mình sẽ thưởng thức một rổ trái cây nha mọi người. Thì trên cái rổ này có ổi nè, có quýt nè, có xoài nè, có nho và có bưởi nữa. Thông thường á, mình ăn trái cây mình sẽ chấm với muối Tây Ninh. Nhưng mà bữa nay nhà mình hết muối Tây Ninh rồi, nên mình sẽ ăn với muối ớt xanh nha. Thực ra đó thì trái cây này đó là ở nhà mình có sẵn rồi, do mẹ mình đi chợ mua để sẵn ở trong nhà, và mình có ý định là quay cái video này nên hồi chiều mình mới chạy ra chợ mình mua cái rổ này nè mọi người. Mình mua cái rổ này nè, giá nè mọi người. Mọi người thấy giá không? Mình mua 50 ngàn đó mọi người. Mình để vô cho nó thân thiện. Đố mọi người mình sẽ ăn loại nào trước? Mình sẽ ăn nho nha mọi người. Lột vỏ nó ra nha. Thông thường thì mình ăn nho mình cũng không có lột vỏ đâu, nhưng mà bữa nay mình điệu điệu một chút. Rồi mình lột ra nè mọi người ơi, mình chấm muối nha. Ngon mọi người ơi, ngọt lắm mọi người. Mình ăn thêm trái nữa, trái này mình ăn luôn nguyên vỏ luôn, chấm muối ăn. Có vỏ ăn thì nó sẽ giòn hơn đó mọi người, ngọt xớt luôn. Ôi quên, tính lột vỏ nữa. Ăn nguyên vỏ luôn đi. Mình không biết nho này kêu là nho gì nữa, nhưng mà ngọt lắm. Mình ăn thêm trái nữa đi. Mình cũng rất là thích ăn nho. Đây là lần đầu tiên mình quay YouTube cái kiểu này luôn đó mọi người. Nên mọi người đừng cười mình nha. Cái bàn này nè mọi người là mình tự chế luôn á. Mọi người biết mình chế nó tự gì không? Cái này là cái thùng mót đó mọi người. Xong cái mình có cái khăn nè, mình phủ nó lên. Mình xem YouTube thì mình thấy những người làm YouTube rất là hay luôn. Họ làm và đầu tư một cách rất là chuyên nghiệp. Còn mình á thì nghiệp dư nha mọi người. Với lại cái điện thoại của mình nó cùi bắp lắm, nên mọi người xem mọi người đừng có cười nha. Có gì hay thì mọi người góp ý cho mình nha. Tiếp theo đố mọi người mình ăn tới trái gì? Xoài, ổi, bưởi hay là quýt? Mình ăn quýt nha. Đọc vỏ.
chấm muối luôn nha mọi người. Mình không biết dùng cái banner nào đẹp nên nó mình ngồi mình dựa vô cái tủ áo này luôn nè mọi người. Không biết nãy giờ mình nói mọi người nghe có gõ không nữa. Trước mấy nhóc đang coi vô tiếng nè mọi người, nên làm như cái âm thanh đó nó cứ bị dặn vô trong đây. Quýt ngọt dữ lắm luôn mọi người ơi. Nãy giờ mình nhìn mình cũng mắc cười bản thân mình. Ngồi nè, chế cái bàn xong rồi cái ngồi vô trong đây lú cái đầu ra không thôi. Nhìn mắc cười quá à. Mình ăn thêm trái nữa nha. Mình thấy hiện giờ á, bây giờ thời đại 4.0 rồi nên cái việc tiếp cận với công nghệ thông tin đó rất là dễ luôn. Và đặc biệt á, bây giờ ai cũng có thể làm YouTube được hết đó mọi người ơi. Chỉ cần một cái điện thoại nào. Rồi mình lên ý tưởng á, mình quay á. Mình thì không có cái ý tưởng gì hết trơn, mình quay là tự phát luôn. Ngọt ghê luôn á. Với lại cái điện thoại của mình á, mình nói là cái điện thoại của mình nó cùi bắp chứ lắm. Không biết quay lên á, nhìn hình ảnh nó có rõ không? Đố mọi người mình ăn hết mâm cái cây này không? Không phải mâm, phải là gỗ trái cây. Mà trái cây này là loại rất là bình thường nha mọi người, ai cũng có thể mua được ở ngoài chợ hết. Trong những loại trái cây này mọi người thích ăn loại nào nhất? Mình thì mình thích ăn nho nhất nha. Nho. Nho nào mình cũng thích hết. Rồi bây giờ mình ăn tới cái gì đây ta? Nãy mình ăn nho rồi, ăn quýt rồi. Giờ mình ăn tới bưởi nha. Nó có ngọt không mà nhìn màu nó đẹp hả mọi người? Dịch ở nhà hoài không được đi đâu hết trơn á. Buồn quá trời luôn. Ngọt lắm mọi người, sớt hả? Ngon. Ngon. Hay không khỏi chấm bún luôn.
nấm muối thì nó sẽ đậm đà hơn. Mọi người ơi, mọi người xem cái video này á, mọi người á đăng ký kênh giúp mình nha mọi người. Mình cũng không biết nói sao không, nhưng mà có nhiều người đăng ký á, rồi có nhiều người xem khi mà mình up cái video lên á, là tất nhiên á mình sẽ có rất là nhiều động lực để quay những cái video tiếp theo. Ngồi luôn cái đầu lưng học nhìn nãy giờ nhìn mắc cười quá à. Mọi người muốn á, cái video sau á mình ăn cái gì mọi người comment cho mình nha. Mọi người chỉ mình biết nha. Có 1/4 cái bữa ăn nãy giờ không hết. Ngọt mọi người ơi. Ngọt dữ. Còn muối. Mình thấy những cái YouTuber đó làm những cái kênh ẩm thực á, hay quá trời hay luôn á. Đầu tư á, người ta làm quay đồ bài bản á. Nhìn thích quá trời thích luôn. Ăn đồ ăn ngon ngon không ạ? Chắc là không ai ăn, không ai quay YouTube mà ăn. Ăn trái cây bình dân giống như mình á. Tại vì mấy loại trái cây này á, ở đâu cũng có hết trơn. Ai cũng mua được hết. Nhưng mà mình vẫn quyết tâm quay cái clip này, hy vọng sau cái video này mọi người sẽ ủng hộ cho mình thiệt là nhiều nha. Để mình cố gắng thực hiện thêm những cái video chất lượng hơn. Nhiều đây là nồi mới ăn được có 3 loại, mỗi loại có chút xíu xíu à, mình cảm giác là no cái bụng luôn à. Vậy mà mình thấy những YouTuber á, người ta ăn một cách ngon lành luôn, ăn được nhiều thiệt là nhiều luôn, ăn mà mình nhìn là mình thèm hoài luôn. Ổi nè, ổi cũng ngon lắm mọi người ơi, mình ăn ổi là mình cắn luôn, cầm nguyên trái cắn ăn cho nó ngon. Nhưng mà chắc bây giờ ăn không nổi nè.
Thật sự là mới nãy á, là mình có ăn một chén cơm nhỏ rồi. Rồi bây giờ á, ăn thêm trái cây nữa. Mà nãy giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu, nhưng mà bây giờ no rồi. Chắc mình xin tạm dừng cái video ở đây. Hy vọng là khi mình up cái video này lên sẽ có nhiều người xem và nhiều người ủng hộ mình để tiếp thêm sức mạnh. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái video sau, nó sẽ chất lượng hơn, nó sẽ xịn sò hơn nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nhé.